Thì ở đây mình sẽ nói về hai vấn đề, một là về cái phần áp suất và cái thứ hai là về vấn đề lock nhé. Thì ở đây bọn mình đi mua máy, những máy từ iPhone 7 trở lên 100% bọn mình test áp suất hết. Không có áp suất là bọn mình loại. Có áp suất không chắc chắn được 100% con máy đấy là máy zin nguyên bản, nhưng không có áp suất thì chắc chắn 100% con đấy là không zin nguyên bản. Ở đây các bạn phải hiểu hai khái niệm nhé. Có áp suất không có nghĩa là 100% zin nguyên bản, nhưng không có áp suất thì đồng nghĩa với việc 100% không zin nguyên bản. Có nghĩa là đối với bọn mình đi mua, mình cần hàng đấy là hàng zin nguyên bản 100%, không thay phản quang, không thay cáp chân sạc, không thay hay nút nguồn, nút nhiếc hay là thay cái con mẹ gì hết, đảo màn đảo miếc hay là rửa cam rửa kép, tôi không cần những cái hàng đấy. Cho nên bọn tôi phải test áp suất từ đầu đến cuối tất cả con máy này. Nếu mà những con máy này về đây, đây là có thể con máy này nó bóc rồi, tôi lấy con tem ra nhỉ. Đây. Đó, mút nó lõ màn hình này. Thì đây tôi gặp cái vấn đề đấy là khách hàng ai cũng thấy những clip tôi làm và cũng muốn mút theo. Thì khổ lắm, dòng iPhone 7, 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus, iPhone XR mút thoải mái, tại vì mút chỉ cần mút ở cái phần mic này này là nó có thể nó lõ được cái màn hình xuống rồi. Đây, mút là lõ màn hình xuống rồi. Nhưng ví dụ như iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max thì không thể nào mút được như thế. Sau này lại có iPhone 11 Pro này, iPhone 11 Pro Max này, đọc tôi đã thấy đau mồm. Nhưng cái con đấy không tài nào mà mút được. Ví dụ như con XS Max này chẳng hạn, phần mềm đao về ấn nó không nhảy lên, tại vì nó không tương thích nữa. Màn hình của nó là màn hình OLED, mút nó không lõ màn hình. Chỉ có một cách duy nhất đấy là đây, tháo cái khay SIM này ra, tại vì không mút được ở phần mic dưới này nữa. Tại vì đấy là do thiết kế của máy, đành phải tháo cái zin ra, mút vào như này. Tôi có clip tôi hay để tôi mút như này để cho mọi người nhìn nhé. Tôi hay mút như này cho mọi người nhìn này. Đó, mút này, nhưng mà cái mồm phải khô, mồm tôi môi tôi khô cong này. Còn bình thường ấy, nếu mà test để ngồi test cả đống máy ấy, không phải mút theo kiểu đấy là cắm mặt vào mút như này mà chốc cái máy xuống như này đâu. Tại vì tôi làm clip tôi không quay cái mặt nó ngước lên được camera, tôi không ngồi quay được, có ai quay hộ tôi đâu. Một mình tôi vừa quay vừa nói vừa làm, nghĩa là chỉ cái để cái máy ở trước mặt còn chẳng biết quay có đúng vào khuôn mặt hay không, có đúng ở chỗ mút hay không nữa cơ. Thì mút bình thường ấy, nếu mà cái thằng test ấy, nó mút nó sẽ cầm nó ngoạm cả cái mồm nó vào cái quanh khu vực này này. Đây, nó mút đây, cần mút một hơi nó cảm thấy căng hơi, có nghĩa là còn áp suất thì nó để lại, có nghĩa là con máy đấy nó còn áp suất. Thì đây tôi nói nhé, các bạn phải nhớ một điều ấy, thổi đỏ quỳ tím là chuyện bình thường. Thổi, nếu bạn không biết cách thổi bạn thổi đỏ quỳ tím, mút bạn không biết cách mút bạn có thể mút đỏ quỳ tím. Tại vì đơn giản nhất, bạn chúc cái máy nó xuống, bạn cầm cái máy bạn cầm như này gì, bạn mút thì hơi nước nó không vào, đúng không? Nhưng mút nước dãi của bạn nó có thể chảy đầy vào trong khay sim này, cái chảy gọi là chảy đầy luôn, chứ không phải là chảy một hai vết hay là chảy một tí ti. Và rất nhiều người mua máy của tôi về cũng ngồi làm y chang như thế đây. Nhưng mà nói thật ấy, tôi nói luôn này, tôi rất ghét cái việc đấy. Tại vì cửa hàng của tôi là cửa hàng nhỏ, tôi nói luôn là cửa hàng của tôi là cửa hàng nhỏ. Tôi bán chỉ bán duy nhất là iPhone, tôi có thể tôi bán được rất là nhiều, nhưng cửa hàng của tôi đối với tôi như thế là một cửa hàng nhỏ lẻ. Cửa hàng nhỏ lẻ nên tôi có thể làm theo những cái, ví dụ như khách hàng đến không đúng bảo quy định ta vẫn bảo hành được. Thôi đỏ cái quỳ ở phía cái mic đấy, nhiều ông bảo đấy là em mút em nhấc theo, các ông nói chuyện đàng hoàng, nhân viên nó kiểm tra đúng, không có hiện tượng nước vào, không có hiện tượng mốc meo gì cả, nó vẫn chấp nhận bảo hành bình thường, tôi vẫn hỗ trợ được mà. Đây, tôi phải ngồi tôi lục lại. Đây, alo anh ơi, khách đến bảo hành iPhone X, em thử chạy lại phần mềm các kiểu, iPhone X không nhận Face ID này, em thử chạy lại phần mềm các kiểu vẫn không được, mở ra thì thấy quỳ đỏ, em từ chối bảo hành thì khách bảo cam kết chưa rơi nước lần nào, chỉ làm theo hướng dẫn clip thổi hút gì đấy một hai lần, nhìn máy mên thì sạch sẽ, chưa có hiện tượng rơi nước nguyên tem bên ngoài, tem trong, mỗi quỳ tím đỏ chót, tôi cười này, đó, đỏ chót quỳ tím này, quỳ tím đỏ chót này, đó, mên không hề có hiện tượng rơi nước này. Cái đít mẹ thổi cái nỗ đít này. Đấy là tôi nói tôi rất ghét cái kiểu đấy. Đó. Đây. Nó chụp ảnh này, nó ở đây này. Mên sạch sẽ. Đây, thôi hỗ trợ cho họ, tôi nhắn tin lại này. Những cái tin nhắn này thì từ rất là lâu rồi. Từ bao nhiêu, từ tháng mấy này? Đây tôi xem. Từ 18 tháng 9 nhá. Đây, từ 18 tháng 9 này. Thôi hỗ trợ cho họ này. Bảo nó sau thổi kèn lắm ma ấy. Vì mên này không thấy mốc meo gì, chẳng hiểu mua có bảo hành
có bao giờ biết máy móc bóc, bây giờ biết bóc rồi, cứ thích thổi bao, bảo bao nhiêu rồi vẫn đéo nghe. Đó, đây, bảo nó lên đời đi chứ làm gì còn iPhone X mà đổi. Em cũng nhắc lần sau thổi đỏ bên em sẽ từ chối bảo hành này. Không bảo hành đâu này. Hãng nó mà thấy quỳ đỏ nó cũng từ chối này. Ừ thì khách lúc mua thì thằng nhìn nào cũng muốn đấy là mình chuyên nghiệp được như hãng. Nhưng đến lúc gặp sự cố thì muốn linh động hơn hãng. Đấy, thôi xem hỗ trợ đi này. Chắc lâu rồi hả? Đó. 31 tháng 5. Ừ đổi cho nó đi, bảo nó lên XR hoặc XS đi. Đó, tôi nhắn này. Đây nhá, tôi có hẳn chứng cứ đây nhá. Có thể có cả số điện thoại đây. Tôi rất xin lỗi khách hàng nhá. Tại vì bạn đến bảo hành tôi đã hỗ trợ bạn thì bạn vui lòng thông cảm cho tôi lấy cái tội, tên mấy cái số đây. Đây, anh Tuấn Anh đây, Hoàng Mai đây, số điện thoại đây. Đó, mua iPhone X đây, đây. iPhone X đây, đến bảo hành đây. Ừ, con gái, tôi nhìn nhầm, tôi tưởng tên con gái. Thì ở đây tôi nói này, đây cũng có một trường hợp đây. Đấy là thằng nhân viên đây. Thằng này thì đây, gặp khách ngáo đây. Đây này này, nó là thuộc trường hợp đấy là khách đến để test để mua máy nhưng ông ấy rúc xuống ông thổi đây. Đây gặp khách ngáo đây. Thổi các bạn nhìn nhá. Nước nó còn ở nguyên đây này. Đây này, vết nước còn nguyên đây này. Vết nước còn nguyên này, vừa đỏ, quỳ tím nó vừa đỏ này. Nó còn đang cứ chảy nhòe ra đây này. Nhìn thấy chưa? Đây là ông ấy thổi đây, mồm ông ấy thổi đấy. Gặp khách ngáo đây, nhiều nước miếng thổi phun chức năng ngu đéo tả được. Tôi nói ở đây này. Các bạn có thể các bạn thấy tôi làm. Các bạn thấy tôi làm, các bạn nghĩ là ừ thôi tôi làm theo được. Nhưng tôi nói rồi đấy là các bạn làm theo được. Nhưng nhớ lưu ý một điều đấy, làm theo cái gì cũng phải để ý. Chứ không phải là các bạn cứ nghĩ đấy là ừ thằng này nó bảo mút là sẽ không bao giờ đỏ quỳ tím. Nhưng nước của ông chảy vào thì nó chảy vào trong khay sim, nó chảy đi đâu? Nó chảy đi đâu? Nó chảy vào trong đấy, nó chảy đi đâu? Hay là các ông bảo đấy là mút thì nước nó chảy ra ngoài. Đúng không? Ở đây mình nói như này này. Không có một cái gì, không có một cái gì mà tự nhiên các bạn có thể làm được hết. Bạn đừng nghĩ đây là bạn chỉ xem clip mà bạn được thành thợ. Bạn không bao giờ làm được như thế. Tại vì tôi đây tôi phải cúng cả tỷ đồng thì tôi mới có thể ngồi đây tôi phét mồm được như thế. Chứ không phải đấy là tôi bảo đấy là ui giời mẹ ngày xưa cũng nhập vài con máy xong bây giờ thành thợ thành ngon lắm như này như kia. Có cái cục cứt làm được khối như thế. Tôi nói luôn tôi đổ bố thằng nào làm được như thế. Bạn phải trả giá. Cái gì cũng thế, tiền học phí luôn có, đừng bao giờ nghĩ là học phí mẹ free. Không bao giờ có chuyện đấy. Bạn muốn bảo đấy là bạn là người tiêu dùng, bạn mua về bạn dùng. Mình đã chỉ cho các bạn cách test rồi. Cắm sạc cả ngày cả đêm, ví dụ như bọn tôi cũng làm, tôi cắm sạc hết tất cả các máy để cho nó cùng nhau để bật không tắt đèn để làm gì để cho nó nóng máy rồi lên tôi test xong tất cả các khâu tôi vỗ tôi đập tôi làm hết tất cả các trò tại vì tôi biết đấy là cách an toàn nhất dành cho bản thân tôi. Tôi dạy cho khách hàng thoải mái, tôi đã chia sẻ hoàn toàn bình thường. Tôi đã dạy những cách test máy, cách chia sẻ, cách kiểm tra tất cả những thứ gì tôi dạy hết. Nhưng bạn nghĩ chỉ cần như thế bạn có thể biết được hết thì không bao giờ có chuyện đấy. Còn bạn nếu bạn muốn mua về để bạn kinh doanh ấy, thì bạn đừng bao giờ bạn mua của tôi. Giá bán lẻ của tôi bạn mua làm cái con bà gì. Thay vì thế bạn muốn mua gì, bạn mua con mẹ mày mới. Còn tôi đã bảo rồi đấy là bạn muốn đi kinh doanh, tôi chỉ hẳn con đường đi cho các bạn rồi. Đầu tiên đi nhặt máy ở quanh khu vực của mình theo những cái bài mà tôi hướng dẫn. Còn nếu bạn mà làm như thế mà tại cửa hàng bán buôn mà bạn nhổ nước bọt vào trong máy nó ấy, nó không sút cho bạn vỡ mồm từ con bạn. Bọn tôi là bán lẻ, ừ, có thể nói chuyện với khách hàng mà anh làm như này, khách hàng bảo là ta đéo ấy đấy, bây giờ đổi ra con khác không đổi đấy, cáu lên ông cứ ôm xong rồi thôi anh cút con mẹ đi, em đéo thành tiếp những thành phần như anh cút. Đối với tôi chưa bao giờ tôi cần níu kéo những cái việc như thế. Nếu ai đã từng xem tôi rồi thì biết tôi nói sẽ nói thẳng như thế. Anh bán đi, đi tìm thằng khác mà mua, tôi không chiều đâu ông nước đi biến ra khỏi cuộc đời tôi cho vào lít đen luôn, không bao giờ tôi gặp lại. Tại vì đơn giản nhất là tôi với ông chỉ đi qua đời nhau thôi. Khách hàng là thượng đế, ông mua hàng rồi ông là thượng đế. Nhưng ông mua hàng ông là thượng đế nhưng ông không phải là cha là mẹ tôi. Chưa bao giờ có trong đầu tôi một khái niệm là khách hàng là cha mẹ. Khách hàng là người thân, ở khi khách quen tôi công nhận đấy đáng là người thân của tôi. Tôi sẵn sàng đấy, tôi nói chuyện như một người thân bình thường. Đây, tôi có những ông đấy, tôi ghi hẳn luôn mà. Đây, ví dụ khách thân tôi ghi luôn chứ thân.
Đó, ví dụ ông mua vài cây rồi tôi sẽ ghi ông này khách thân. Đó, người thân tôi coi được như bình thường như thế. Nhưng bảo đấy là ông mua một cây, ông đến ông hành tôi như bố tôi, như mẹ tôi mà. Mày làm như thế này cho tao, làm như thế này đi. Nếu mà tôi thấy con máy đấy mà không có vấn đề theo kiểu đấy là nó không phải là máy nát, máy nhớ các thứ, tôi sẵn sàng tôi lấy lại. Ta trả lại tiền này, mày phắn con mẹ đi chỗ khác. Tôi đã trả lại vô số người rồi và rất nhiều thằng xem được những clip của tôi đến hoạnh hoạnh theo kiểu đấy. Những cái AirPods tai mới nó đến nó hoạnh hoạnh kiểu đấy, bắt buộc đấy này. Thôi cút con mẹ mày đi. Thay vì thế là phải bóc cái khác rồi nào nó lại đến nó hoạnh hoạnh thì rất mất thời gian. Cút. Nó biết đấy là máy mới không làm được cái trò đấy. Nếu máy cũ thì tôi sẵn sàng tôi làm được. Tại vì sao thế? Ừ thôi được, anh cầm con máy khác về. Con này của anh em thấy chẳng lỗi đấy gì cả. Ừ thôi cầm con máy khác về, đỡ lèo nhèo, đỡ điếc tai đi về. Đó. Chứ máy mới tôi làm ra được như thế. Thì ở đây mình nói rồi đấy là cách mút nó rất quan trọng. Nếu những con máy như đời iPhone XR, iPhone 8 Plus, 8, 7 Plus nó đổ xuống ấy, chỉ cần cầm vào cái mic này này. Mút cái là nó có thể nó lõm màn hình xuống được, tại màn hình nó là màn hình LCD. Bạn mút bạn có thể thấy nó lõm được vào. Bạn có thể cảm nhận được đấy là cái luồng hơi đi rất kín. Nhưng với những con iPhone X, XS, XS Max, mic của nó không thể nó mút được, bắt buộc phải dở khay sim. Mà dở khay sim bạn cần trúc nó xuống, mà nước bọt bạn cần chui vào thôi, bạn có thể làm đỏ quy tím. Đây, clip này. Đây. Tôi cho luôn xem luôn clip này nhé. Để tôi lấy lại cái này để tí tôi làm về cái nóc nữa. Tại vì đây, tôi đang cơ phải ấy lại này, nó hơi xa này. Kéo này, kéo hơi xa này. Đó, kéo mãi ở tít trên kìa. Thì đây tôi cho xem cái clip ống mút. Đây. Đây nha. Mút này. Đây. Mút đến khoảng tầm đến cả chục watt, thổi gọi là thổi hơn thổi nồng độ cồn đấy, cứ chúc máy xuống vào mút. 1 watt, 2 watt, bật lên xem. Lại tiếp tục mút, tôi không hiểu vì sao. 3 watt. Đó. 4 watt. Mút vừa mút kiểu mút xong lại thổi, mút vừa thổi nhấm nhá chứ không hiểu đấy là. Đến 5 watt, tôi nói rồi đấy là. Không phải cái gì bạn cũng biết. Bạn sẽ không thể làm lường trước được hết những cái đấy. Tại vì bọn tôi đã từng vấp vào rồi. Tôi biết. Bọn tôi vấp vào rồi tôi biết. Vì sao ngày xưa người ta bảo thổi, về sau lại phải mút. Tại vì vấp vào rồi thổi thì nó đỏ bố nó quỳ lên. Đối với những con máy đấy là nó. Tôi nói đây nhé, thổi nó sẽ chỉ đỏ quỳ với con máy mất áp suất. Tại vì cái luồng khí nó sẽ đi qua cái máy rất nhanh. Cái máy nó còn áp suất thì thổi sẽ rất là kín hơi. Ngày xưa bọn tôi là thằng đầu tiên cũng thổi nhỉ. Nhưng mà thay vì thế đấy là những con máy mà nó mất áp suất thổi qua cái nó mất áp suất mang trả lại cho nó, chúng nó cứ kêu anh ấy thổi đỏ mẹ hết quỷ. Tại vì nó mất áp suất thổi biết có ai được đâu, nó còn áp suất này hết thổi ấy. Các bạn phải nhớ là máy còn áp suất nhé. Tôi nói luôn nhé, những con máy như này nhé. Đây. Mút này, tôi mút mà nó còn được áp suất nhé. Tôi sẵn sàng tôi thổi ngay. Khay sim gì. Đây. Tôi cho xem cái này có nhìn thấy quỷ tím không. Tại vì nhìn camera này nó không rõ. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái quỳ tím đây, tôi soi. Tôi lấy một cái máy khác tôi soi quỳ tím nhé. Đây. Nhìn thấy cái quỳ tím bên trong kia chưa? Đây này, cái quỳ tím trắng này. Đây nhá, tôi thổi nhá. Tôi thổi hẳn hoi nhá. Đây nhá. Đó, tôi thổi đấy. Thổi còn phi cả hơi đấy nhá. Đấy, quỳ tím vẫn còn nguyên trắng bầu. Đây. Chẳng có một dấu hiệu nào của đỏ cả. Nếu máy còn áp suất, tôi nói nếu máy còn áp suất, tại vì khi cái máy còn áp suất thì cái lượng hơi ra nó gần như không có, thì các bạn khi các bạn thổi vào đấy thì hơi nó không có ra được, có nghĩa nó rất là kín, hơi vào còn khó, nghĩa thổi còn phồng mồm lên, hơi vào không có thì lấy đâu ra mà đỏ được quỳ. Những cái thằng nó nói đấy là thổi nó đỏ quỳ đấy là những thằng đấy nó ngu, mà nó mất áp suất thổi thì không khí nó đi qua nhanh thì nó sẽ gây ra hiện tượng đỏ quỳ. Nếu hơi của các bạn mang nhiều độ ẩm thì nó sẽ đi vào cái vấn đề là mút, chứ không phải là thổi máy còn áp suất thổi nó đỏ quỳ tím. Nếu không có nước vào rất khó có thể đỏ được. Tôi nói luôn, nếu cái thằng nào nó nói đấy là thổi có thể đỏ quỳ tím, đến cửa hàng tao còn máy còn áp suất nhé. Mày thổi mà đỏ được quỳ tím mà nước không vào nhé, mày cứ thổi đi, mẹ mày tao cho mày thổi cả ngày. Đó là chuyện rất bình thường. Tại vì đấy là những cái bọn tôi trải qua rồi, thì bọn tôi đúc rút kinh nghiệm, tôi kéo lại bằng cách đấy là tôi chỉ cho những cái khác.
Các ông hiểu, tại vì đơn giản nhất là tôi làm hàng ngày, tôi tiếp xúc với nó hàng ngày, tôi biết đấy là vì sao lại phải thế. Tôi trả tiền nó để tôi đi học, chứ không phải đấy là tôi ngồi chơi. Một chiếc máy bán là để kiếm lời, chứ không phải bán để mua bực vào thân. Tôi không làm cái vấn đề đấy. Còn ở đây tôi nói rồi đấy, các bạn đừng có nhìn thấy người khác làm và cứ nghĩ là mình cũng có thể làm được y chang như thế. Không có đâu. Những cái thằng nhân viên của tôi để nó ngồi nó test máy được ấy, dạy ít nhất phải 3 tháng đến 5 tháng. Chứ không phải là khoảng tầm vài ngày mày đến đây mày nhìn anh làm vài hôm là mày có thể làm xong được. Đó là vấn đề đấy, là máy thổi đây. Đây, thổi đỏ quỳ tím lên đây. Đó, nhưng khách hàng đàng hoàng lịch sự tôi vẫn hỗ trợ bình thường. Nhưng mà đừng có nghĩ đấy là các ông bảo đấy là mẹ thằng này hỗ trợ được thì thằng nào nó hỗ trợ được. Thử đến mà nói xem. Đến mà theo cái thái độ mà đầu tiên các ông không biết là nó bị đỏ quỳ xem. Các ông đến cửa hàng các ông nói chuyện theo kiểu mua vài hôm đã đỏ, mua vài hôm đã lỗi rồi, mày bán máy kiểu đéo gì. Tao mở ra, tôi mở ra mặt đỏ quỳ nhé. Này, nước con mẹ ông về. Nói thế cho nhanh. Còn đây, máy lóc đây nhé. Máy lóc đây. Khách mua iPhone XS Max từ tháng 2. Đây, từ tháng 2. Đây nhé, tôi cho xem luôn cả tên nhé. Đó, XS Max đây. Đây, 28 tháng 2 năm 2019 này. Đó. Đấy, hôm trước bị chết nguồn, gửi chị Thảo sửa tại vì máy hình thức xấu. Đây nhá, tôi sửa tôi còn hỗ trợ nhé. Bảo hành nguồn này, mùng 3 tháng 9 năm 2019 này, không tính phí này, không mất phí này. Có nghĩa là hỗ trợ khách không mất phí, mà mặc dù đấy là máy khách rơi cấn móp nhá. Đó, bây giờ máy bị lóc này, có đổi được không đây? Lóc đây, hình thức đây, xước này, cấn móp này, đó, đây, cấn móp đây. Đó, xấu này, đây, cấn móp đây. Đây là thép nha, mà rơi cấn móp như này, nghĩa là ông này dùng cũng như phá. Đây, cấn móp đây. Đấy, xấu thế nào cũng được, đổi được, bảo khách để lại. Có nghĩa là đơn giản nhất là cái lóc ấy, mua cốt thì nó sẽ lên lại quốc tế. Nhưng có những cây không mua cốt được, bắt buộc phải đổi cây khác. Cái máy này là máy đã qua sửa chữa, tôi còn phải ngồi đây này, tôi làm này. Đây, mày bảo cái duyên này, mua răng iPhone XS Max dán lại cho anh, nhớ full chức năng gửi ra nó đổi cho con khác, hình thức cho khách lấy máy zin mà dùng. Đó, và cái con này tôi nói thật đấy, tôi cũng thấy ai nấy mấy thằng tàu, tại vì đơn giản nhất đấy là tôi dán lại răng. Ừ, máy nó full chức năng tôi dán răng nhưng máy đã qua sửa chữa. Ừ, mấy thằng tàu có thể nó kiểm tra nó thấy máy còn áp suất, nó không thấy đấy là máy này vẫn còn zin. Ừ, tại vì ngày trước đấy nó bán đấy là những con máy đấy là đẹp từ thời tháng 2 năm 2019, có những con máy đấy là có khi còn full box thôi. Tôi nói luôn đấy là có những con máy còn full box, kiểu như là tháng 2 năm nay bán iPhone 11 Pro chẳng hạn. Đó, nó thấy đấy là nó lấy con đấy và nó đổi cho một con đẹp keng, các thêm tiền phí chênh lệch giữa hai con, mất thêm khoảng tầm 700 hay là 1 triệu 2 gì đấy tôi không nhớ, nhưng cái đấy khách người ta sẽ trả. Và đấy là tôi nói rồi đấy, ông đàng hoàng, cấn móp là lỗi của người dùng, mà đây tôi không tính phí nhá. Nói không nói điêu nhé. Đây, 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 vâng, anh bảo khách từ chối ngay từ hôm đầu vì máy để cấn xấu quá nhiều. Khách ok, bảo thôi hỗ trợ sửa, không mất phí đây. Đây, nó sửa không mất phí và đây còn tên khách đàng hoàng nhé. Chứ mà bảo đi mẹ thằng này lên PA trá hình đây. Và cái này chúng nó tự làm nhưng không có thông qua tôi chẳng biết vì sao đấy là cái máy này được sửa. Đến khi nó lắp thì nó mới hỏi đấy là anh ấy có mua cốt được hay không. Tôi bán hàng là để làm gì? Để kiếm tiền. Các ông phải nhớ rõ một điều, tôi bán hàng để kiếm tiền, chứ không phải tôi bán hàng để hành xác. Tôi bán để kiếm tiền. Cái bảo hành ấy, tôi còn thấy có những thằng nó bảo hành đến 10 năm rồi. Kệ bà chúng nó. Cái việc chúng nó nói đấy, chúng nó bảo hành được như thế nào tôi không quan tâm. Đối với tôi làm cửa hàng bán nhỏ lẻ, tôi có thể linh động được những cái đấy là tốt cho khách của tôi. Ví dụ đơn giản nhất đấy là còn khách, tôi còn tiền. Còn những chuỗi hệ thống họ làm thế này, họ làm theo chính sách, họ làm theo chính sách. Ừ, cái đấy vi phạm, tao cancel. Tại vì đơn giản nhất là đấy là mày tạo ra lỗi, mày tạo ra lỗi, mày trách sao tao. Ví dụ đơn giản nhất, đáng nhẽ ra cái lỗi đấy là lỗi được bảo hành, tại vì là vô tình ông nghịch thôi, nghịch nhưng nghịch ngu, cái đấy nó không hề ảnh hưởng đến máy. Ví dụ như ông thổi đỏ quỳ tím,
đến tôi bảo hành đấy. Tại vì sao? Tại vì ông thổi ông nghịch ngu thôi chứ cái đấy thổi thì làm sao mà nó chết được, làm sao nó chết được. Nhưng rất nhiều ông thổi hơi nước vào rất nhiều, nó chết bố nó quê đi. Mà bọn nó làm được kiểu nên chúng nó đắc bảo hành để làm gì? Để tránh rủi ro cho chúng nó, để cho những thằng khác đỡ thổi. Nhưng tại vì sao tôi còn làm được như thế? Tại vì đối với tôi đấy, tôi sẽ căn kè trong một tháng này có trường hợp nào quay quay kiếm ra có khoảng tầm 4-5 trường hợp. Thôi được, chia ra thì cho được. Tại vì bố vẫn còn lãi, bố đút túi, tôi vẫn còn tiền, con tôi vẫn đi học đều, vẫn có sữa uống, tôi đang quan tâm người đấy. Nhưng nếu mà một tháng đến khoảng tầm 100 thằng làm ngu như thế, đi mẹ chết đi, không chết con mẹ đi, tôi có dạy không làm ngu như thế đéo bao giờ đâu. Ở đây cách nói chuyện của tôi có thể đấy là nó không được em ơi anh à dạ vâng chúng tôi nghe. Tại vì tôi không quen với cái việc đấy. Hàng ngày tôi làm cả đống máy rồi, tôi làm cả đống máy. Và đến bây giờ là đến gần 12 giờ đêm này, tôi bắt đầu mới chuẩn bị dọn được cái bàn này. Trong khi đấy là cái đống máy này này, tôi ngồi tôi làm này, bê cái đống này, đây đây tôi để gọn sang bên đấy. Tôi đã làm được gì? Tôi đi làm để kiếm tiền. Nên các bạn thông cảm một điều ấy, bạn mua máy về sử dụng, bạn có thể xem tất cả những clip tôi hướng dẫn sử dụng, bạn có thể xem tất cả những clip tôi hướng dẫn test, bạn có thể test áp suất như tôi bảo. Nhưng đừng có nhổ nước bọt hay là bơm nước vào trong máy, bạn là người đầu tiên phải chịu đựng. Còn đến cửa hàng tôi nói rồi nhé, đến cửa hàng tôi muốn làm cái vấn đề đấy, đến lúc mà xảy ra vấn đề bạn không lấy cái đấy thì bạn cút con mẹ bạn đi. Tôi đéo bao giờ quan tâm đối với những khách hàng như thế. Thế nhá.